Xin chào các bạn, mình bên gara BMT số 1 ngõ 319 Tam Kinh, Hà Nội. Hôm nay mình để thực hiện một cái video lắp bộ điều hòa cho con xe Suzuki 500 ký. Đó, cái con này thì bản thân của xe là không có điều hòa, cho nên là vào mùa hè là đi nó rất nóng. Thì khách hàng hôm nay có đem xe đến và yêu cầu mình lắp đặt một bộ điều hòa mới với con lốc Santic, những loại lốc nhẹ đấy. Lốc này thì đảm bảo là đi là nó không bị lặng tải. Đây là toàn bộ những cái linh kiện để mình lắp một cái bộ mới này. Nó đầy đủ hết, từ dàn nóng, dàn lạnh, lốc lạnh, chân đế, bu ly. Bởi vì bản thân cái loại này là bu ly là nó chỉ có một rãnh thôi, nhưng khi mình lắp điều hòa này vào thì mình cần để thay cái bu ly trục cơ hai rãnh vào cái dàn nóng. Thế dàn nóng thì mình nên lắp cái dàn dày để cho nó tản nhiệt nó tốt hơn. Thì đây là cái bu ly của xe mình tháo ra đấy, mình lắp cái bu ly mới này vào thì nó thêm một cái rãnh nữa thì mới lai được cái lốc lạnh. Cái dây này dây bản ép nhé, các bạn lưu ý là lắp chuẩn dây của nó dây bản ép là ok, 31 F31. Thì kể cả cái chân đế cũng thế, cái loại này là chỉ có máy phát không thôi. Thì mình tháo cái chân đế cũ ra, sau đấy là mình thay thế một cái chân đế gọi là chân đế có sẵn đấy. Thì đây là cái dàn nóng này, cái dàn tản nhiệt này. Dàn này thì mình lên lắp cái loại dàn dày để cho nó tản nhiệt nó tốt. Mà cái hàng chuẩn là hàng HBS. Quạt cũng thế, quạt thì mình lên lắp cái quạt 100, công suất 120W này vào để cho nó tản nhiệt nó tốt hơn. Bởi vì cái thằng Su này, Suzuki này là mình lắp điều hòa là áp nó rất cao. Bởi vì cái máy, cái động cơ nó nằm ngay dưới cái ghế lái thì nó cái tản nhiệt nó không tốt bằng những cái loại xe khác. Để cái chân đế này, chân đế nó liền luôn cả đế máy phát rồi là lốc lạnh. Đó, sau khi mình lắp xong cái chân đế có sẵn rồi đấy, mình đưa máy phát vào, đưa máy phát vào xong đó là mình lắp cái lốc vào thôi. Còn đây là cái phần để mình đặt cái dàn lạnh này. Bản thân xe nó không có đó, nhưng mà cái dàn này khi mình đưa vào là nó như zin. Đây nó chỉ có cái cửa gió để nó khi mình làm điều hòa là mình đặt cái dàn lạnh vào đây. Đây đặt dàn lạnh đây đấy, để cái cửa gió nó hút gió, hút cái độ lạnh vào để nó thổi lên cabin đây. Các bạn thấy khi mình đưa dàn lạnh vào là như zin. Còn nó dàn nóng là mình đưa xuống dưới thùng. Thì mình các bạn lưu ý là lắp cái dàn nóng ấy, thì để cách cái thùng ra cái đáy của thùng ra là tầm khoảng 5 phân để cho nó tản nhiệt cho nó tốt. Sau khi lắp đặt xong phiro đấy thì mình lén vào thử kín thì để tầm khoảng 15 phút đấy. Mình cẩn thận thì lên xịt cái bọt xà phòng vào các cái khớp lối, xịt nước xà phòng các khớp lối để kiểm tra cái độ kín khít. Sau khi không thấy tụt thì mình tiến hành là mình hút trên không thôi. Hút trên không cũng để tầm khoảng 15 phút. Sau đấy là mình sẽ lạp ga thôi. Nhưng mà lạp ga là các bạn lưu ý là lên lạp ga R134 nhé, để cho cái độ lạnh nó sâu hơn và nó chuẩn hơn. Mà lên lạp ga là ga xịn, nó đảm bảo từ lốc lạnh rồi là cả hệ thống. Đây là sau khi nạp ga vào nổ máy thôi. Nổ máy được cái dòng lốc Santic này nó rất là êm và nhẹ máy. Đấy, nó không bị lặng tải như những cái loại lốc chạy piston. Nếu mà lắp chạy piston khi mình có hàng là mình đều phải tắt điều hòa đi, nhưng mà riêng cái loại lốc này vào là gần như là không phải tắt điều hòa. Sau khi mình làm xong ấy là đo nhiệt độ đúng chính thức là cửa gió nó xuống đến 4 độ đó, nhưng mà khách hàng yêu cầu là anh cứ để tầm khoảng độ từ 7 đến 8 độ
nó ngắt là ok. Đó, thì đây là để tầm khoảng độ xuống 7 độ, sau khi lên đến 9 độ là nó đóng trở lại. Thì sau khi xong làm xong thì khách hàng cũng rất là ưng ý. Thì mình vừa thực hiện xong cái video lắp bộ điều hòa cho con xe Suzuki 500kg lốc Santic. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.